Một câu chuyện thú vị và hài hước cho thấy sự sống luôn tìm được cách tồn tại cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Những người chủ trại gà tại một thành phố nhỏ có tên Manili ở Georgia đã đem vứt hàng trăm quả trứng gà tại một bãi đất hoang vì tưởng đó là trứng hỏng. Những quả trứng chất thành một đống rất cao, nằm phơi mình dưới cái nắng gay gắt suốt nhiều ngày, không ai để ý. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ở trong một điều kiện không khác gì được ấp, những quả trứng bị vứt bỏ ấy đồng loạt nở ra những chú gà con xinh xắn, lông vàng hoe. Trong vòng vài tiếng đồng hồ, bọn gà con đồng loạt chui ra khỏi đống vỏ trứng và vừa kêu la chim chíp vừa chạy tán loạn khắp nơi để tìm mẹ, trông chẳng khác nào những cục bông di động bị gió thổi bay cả. Người dân vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương, liền đem thúng mụn ra hốt lũ gà về nuôi, nhưng hốt hoài, hốt mãi mà không thấy hết vì lũ gà cứ tiếp tục nở ra và chạy khắp mọi nơi. Có lẽ sau khi xem những hình ảnh này, những người chủ trại gà đã vứt bỏ đống trứng sẽ tiếc lắm đây, vì hóa ra chúng không phải là trứng hỏng như họ tưởng. Trăng khổng lồ sa lưới ở Indonesia. Trăng mắc lưới Đông Nam Á được coi là họ trăng dài nhất trong thế giới bò sát. Con trăng mắc lưới vĩ đại nhất được biết đến hiện nay có chiều dài xấp xỉ 15 mét, chu vi thân mình 85 cm, cân nặng 447 kg. Con trăng khổng lồ này bị người dân ở đảo Java, Indonesia bắt được vào năm 2007 và nó đã đánh bật mọi kỷ lục về loài trăng mà sách Guinness đang ghi nhận. Cứ sau 35 ngày thì nó thay lớp da hình mắc lưới một lần, mỗi lần thay da kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Loài bò sát khổng lồ này có thể ăn tươi nuốt sống các loài gia súc lớn như cừu, lợn, thậm chí cả người. Con muỗi lớn nhất thế giới ở Trung Quốc. Con muỗi lớn nhất thế giới được phát hiện tại Trung Quốc có kích thước dài khoảng 40 cm, gần bằng một đầu người. Bụng của nó lớn gấp 10 lần những con muỗi bình thường, tương đương với một ngón tay của người lớn. Hiện con muỗi này đang được trưng bày tại một viện bảo tàng ở Tokyo. Dơi khổng lồ sa bậy ở Peru. Theo thông báo của các đài phát thanh địa phương Peru, con dơi quái dị này đã một vài lần tấn công người và gây nỗi kinh hoàng cho dân chúng trong vùng. Nhiều người thường kể lại những con gia súc của mình bị tấn công bởi một con quái thú bí hiểm trong huyền thoại gọi là Chupacabra và rất bị sốc khi mình trở thành nạn nhân của nó. Nhìn bề ngoài, con vật bị quân đội bắt được có chiếc đầu và bộ mặt giống với cáo hơn là chuột. Theo phân loại thuộc họ thú biết bay, sóc bay, cầy bay, cáo bay, chứ không có cánh rộng như dơi. Nhiều con có kích thước lớn, chiều dài thân đạt đến 42 cm và sải cánh đến 1,7 m. Cá sấu khổng lồ nặng hơn 1 tấn ở Philippines. Con cá sấu lớn nhất thế giới có tên là Lolong, dài 6,4 m, nặng 1.075 kg và bị buộc tội đã ăn thịt một người nông dân và nhiều con trâu ở thị trấn Panawan, Philippines. Chính quyền địa phương đã nhờ đến sự hỗ trợ của các chuyên gia trang trại cá sấu ở miền Tây tỉnh Palawan để vây bắt con quái vật này. Sau nhiều lần tẩu thoát thành công, Lolong sa lưới bởi những chiếc bẫy bằng dây cáp thép. Có khoảng 100 người tham gia kéo Lolong lên xe tải và chuyển đến khu du lịch sinh thái ở Agushan. Với kích thước khổng lồ, nó trở thành ngôi sao sáng giá của khu sinh thái, thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch đến thăm. Cá vàng siêu khủng tại Pháp. Anh Raphael Piagini, 30 tuổi, ở Montpellier, đã câu được con cá này ở một hồ thuộc miền nam nước Pháp. Con cá có bộ vảy vàng rực, trọng lượng của nó khoảng 30 phao, khoảng 13,6 kg, tương đương với cân nặng của một đứa trẻ 3 tuổi. Nó được coi là con cá vàng lớn nhất thế giới từ trước tới nay. Anh Piagini đã phải mất 10 phút vật lộn mới bắt được con cá. Các bạn câu của anh cho biết họ đã mất tới 6 năm để giăng bẫy chú cá vàng khổng lồ và huyền thoại này. Đây là phần thưởng lớn lao cho niềm đam mê câu cá của anh Piagini. Sau khi hứng khởi bế con cá chụp ảnh, anh Piagini đã thả nó về với nước. Ếch xanh nặng 3 kg ở châu Phi.
Chú ếch có kích thước vĩ đại này thuộc họ ếch Goliath, chủ yếu sống ở các khu rừng cận xích đạo của Tây Phi. Nó nặng tới 3 kg, tương đương kích cỡ của một chú chó con. Ếch Goliath có tuổi thọ lên tới 15 năm và ăn tạp từ côn trùng, chim, rắn cho đến những con ếch khác. Người dân Đức bắt được con lươn lớn nhất thế giới. Theo truyền thông Đức đưa tin, tại Bremerhaven, một người dân 65 tuổi đã bắt được một con lươn dài 2,4 mét, nặng 75 kg. Cho đến nay, đây là con lươn lớn nhất thế giới được phát hiện. Người bắt được con lươn là ông Willick. 44 năm trước, ông bắt đầu hành nghề bắt cá. Theo ông Willick, đoán theo kích thước thì con lươn này cũng phải hơn 100 tuổi rồi. Sau đó, ông Willick đem con lươn này bán ra thị trường. Trưởng phòng kinh doanh Worth cho biết, chúng tôi sẽ lưu lại con lươn này trong bảo tàng. Như vậy, khách hàng của chúng tôi sẽ có cơ hội nhìn thấy nó. Cá tra dầu khổng lồ nặng gần 300 kg ở sông Mekong. Năm 2005, tại lưu vực sông Mekong, Thái Lan, người dân đã bắt được con cá tra dầu nặng 293 kg, dài 2,7 mét, giữ kỷ lục là con cá nước ngọt nặng nhất thế giới. Đúng như tên gọi, cá da trơn khổng lồ sông Mekong sinh sống trên hệ thống sông Mekong ở Đông Nam Á. Chúng là loài cá nước ngọt không vẫy lớn nhất thế giới và mang tên cá hoàng đế trong vùng bởi kích thước và tầm quan trọng với văn hóa địa phương. Cá đuối lớn nhất thế giới phải cần đến 13 người nâng. Sapuo, nhà sinh vật học người Mỹ 34 tuổi, đã bắt được một con cá đuối dài 4,2 mét, bề ngang khoảng 1,8 mét. Để vớt con thủy quái này lên, phải cần tới 13 người hợp sức trong 90 phút đồng hồ. Chú cá này thuộc họ cá đuối gai độc khổng lồ Hamantura caiaphraea và là loài cá đuối có kích thước lớn nhất thế giới. Cá mập khổng lồ ở Trung Quốc. Con cá mập khổng lồ này bị bắt ngoài khơi bờ biển Trung Quốc, nặng 8 tấn. Sau khi bắt được, ngư dân đã xẻ thịt cá mập thành những miếng nhỏ. Mực nặng gần nửa tấn mắc câu tại biển Nam Cực. Theo Bộ trưởng Ngư nghiệp Jim Anderton, trong khi đang đánh bắt loại cá lớn Patagonian, các ngư dân vô tình câu được con mực cực đại nặng 450 kg và dài 10 mét. Tuy nhiên, nó gần như đã chết khi lên tới mặt nước và thủy thủ đoàn phải rất cẩn trọng để giữ được nó trong tình trạng nguyên vẹn. Các ngư dân đóng băng con mực và đưa về New Zealand để các nhà khoa học nghiên cứu. Đây là loài mực khổng lồ Misonicotuthis hemotoni, sống trong vùng nước sâu thuộc Nam Cực. Con ong bắp cày khổng lồ. Tháng 8 năm 2011, tại hòn đảo Sulawesi, Indonesia, phát hiện một con ong mới có xương hàm, thậm chí còn dài hơn cả chân. Giáo sư Lin Kim Si của Đại học California cho biết, loài ong này dài tới 2,5 inch, khoảng 6,35 cm, và sở hữu xương hàm vừa rộng lại vừa dài. Tôi không biết chúng đi lại như thế nào khi mà xương hàm lúc mở ra còn dài hơn cả chân trước của con đực. Bà cho biết mình tình cờ phát hiện thấy loài ong chiến binh này trên vùng núi Mekonga thuộc đông nam hòn đảo. Với kích cỡ khổng lồ và bản tính dữ tợn, hiếu chiến, chúng được mệnh danh là giống Komodo của loài ong. Loài chuột khổng lồ trên vùng đảo thuộc Thái Bình Dương. Tháng 8 năm 2009, một loài chuột khổng lồ vừa được phát hiện tại vùng rừng mưa của Papua New Guinea. Chúng có chiều dài tới 82 cm, không hề sợ người và được xác định là một trong những loài chuột lớn nhất trên thế giới. Sinh vật kỳ lạ này được tìm thấy bởi các nhà làm phim thám hiểm của đài BBC tại miệng núi lửa Mount Bosevi, một ngọn núi lửa đã tắt nằm trên cao nguyên Southern Highlands của Papua New Guinea và hiện tại chưa được tìm thấy tại bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Bosevi, tên tạm đặt cho loài chuột này, nặng tới 1,5 kg và có bộ lông dày màu nâu đồng giúp chúng sống sót trong điều kiện ẩm ướt và lạnh giá tại các miệng núi lửa đã tắt. Mỹ bắt được rận biển lớn nhất thế giới. Tháng 4 năm 2010, Fox News của Mỹ công bố một loạt ảnh chụp cho thấy một ngư dân Mỹ bắt được một con rận biển khổng lồ hiếm thấy. Rận biển khổng lồ có chiều dài trung bình từ 19 đến 36 cm. Tuy nhiên, chúng có thể đạt chiều dài tối đa tới 40 cm và cân nặng 1,7 kg. Loài sinh vật biển này có thể cuộn tròn lại như hình trái bóng để tự vệ trước những kẻ săn mồi.
Trong môi trường sinh thái biển sâu, rận biển khổng lồ được đánh giá là loài sinh vật ăn xác thối có vai trò quan trọng. Chúng chủ yếu sống ở vùng biển ít biến động, có độ sâu từ 170 đến hơn 2.100 mét, nơi áp lực cao và nhiệt độ trung bình dưới 4 độ C như Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Goodbye, goodbye, please pray for me. I was the black sheep of the...